Chào cả nhà, hôm nay có những ai là buổi thứ như vậy là lúc nãy chị có nhìn thấy à có nghe thấy một bạn là buổi đầu tiên đúng không? Còn các bạn khác thì có bạn nào buổi số 2 không? Thử chat chị xem nào. Có ai buổi số 2? Ai buổi số 3? Ai buổi số 4? Ai buổi số 5? Hãy đánh số 2. À, có một bạn 2, có một bạn 2. Ồ, ừ đúng rồi, yên tâm Bạn là 3 yên tâm buổi rồi. Yên tâm là buổi 3 rồi. Còn ai nữa? Có ai đủ 5 buổi không? Có ai đủ 4 buổi không? Có một bạn đang đánh này, đang đánh máy này. Ok, vậy là max là đang là 3 đúng không? Em muốn đi hết mà bận quá chưa? Ok, thế thì xem lại trên YouTube nhá. Mặc dù hơi buồn một tí vì không được gặp nhau đúng không? Nhưng mà dù sao thì nếu như mà bạn nào mà muốn chia sẻ hoặc là muốn hỏi cái gì trực tiếp chẳng hạn thì có thể vào trong cái buổi Zoom này thì cũng là một cái cơ hội để chúng mình gặp được nhau. Cái buổi ngày hôm nay mình sẽ cùng phân tích cái bài nói về việc là làm gì khi mà bạn đã chán theo đuổi mục tiêu. Thực ra thì các cái quy luật thì nó cũng giống nhau ở trong tất cả các bài và mình sẽ cùng luyện tiếng Nhật với nó nhá. Cũng không nói nhiều nữa, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nha. Cái câu đầu tiên là liên quan tới cái phần tiêu đề là Mục tiêu ôi kakeru no ni akita toki chiu chiu loku o tamotsu niwa. Rồi cái này đã từng bạn nào cho chị cái phần chat nào? Bạn nào đã từng dịch rồi thì copy paste nào. Có bạn lúc nãy bảo là còn viết ra giấy hả? À? Viết ra giấy thì có copy paste được không? Nếu mà copy paste được thì copy paste nhá. Thì ở đây mình sẽ cùng phân tích này. Cái động từ mà cộng với niwa thì đã nói trong các cái buổi khác rồi là để mà đúng không? Để cái gì đó là để mà tamotsu là giữ giữ được cái khả năng tập trung hay là giữ được tập trung khi mà mình đã akita là mình đã chán. Cái từ nô ní này nó có hai trường hợp xảy ra đúng không? Một cái đó là để và một cái là thể hiện sự nuối tiếc đúng không? Ví dụ như là mặc yoku benkyou shita no ni warui te no totte shimaimashita chẳng hạn. Là nuối tiếc là mặc dù mình đã chuẩn bị rất là tốt rồi mà mình vẫn bị điểm kém, hoặc là mặc dù mình đã chuẩn bị rất là kỹ rồi mà mình vẫn còn nói ngập ngà ngập ngừng chẳng hạn, thì là nô ní này nó có hai nghĩa nên là mình sẽ để ý xem nó là cái nghĩa nào. Thì trong cái trường hợp này nó chỉ đơn giản là để thôi, à gì nhỉ, để thôi đúng không, là gì khi mà mình đã chán cho cái việc gì đó đúng không? Chán cái việc là ôi kakeru, cái từ mục tiêu ôi kakeru này cũng là một cái cụm và mình sẽ nhớ nó thành một cụm luôn, là khi mà bạn chán, khi mà bạn đã chán để mà theo đuổi cái mục tiêu thì là mình cần phải làm gì đúng không? Ở đây là gì? Ue to rifting no chimu ni haita aru hi yume na kochi ga jimu o otozureta. Kare wa nagai kariya no naka de suu nin no olympic daiyo senshu o fukumete nan sen nin mo no aru asuristo o suratete kita. Watashi wa jiko soukai shi 2 de kaizen no process nitsuite katari atta. Thì ở đây mình sẽ thấy có một cái bạn nào đã dịch rồi thì lại copy paste nào. Vào một ngày tôi gia nhập vào đội cử tạ, một huấn luyện viên nổi tiếng đã đến thăm phòng tập trong sự nghiệp lâu năm của mình. Ông đã dẫn dắt hàng nghìn vận động viên, bao gồm cả những vận động viên đại biểu Olympic. Tôi đã tự giới thiệu bản thân và cả hai đã có câu chuyện của cải thiện. Ok, chính xác rồi đấy. Một ngày khi tôi đang tham dự đội, một huấn luyện viên nổi tiếng đã ghé thăm phòng gym trong sự nghiệp lâu dài của mình. Ông đã đào tạo hàng nghìn vận động viên, bao gồm sau khi tôi tự giới thiệu bản thân, tôi và ông đã có. Ok, cái đoạn mà cải thiện đây đúng không? Cái từ kaizen no process sự nhá. Cái từ process sự là mình sẽ hiểu nó là một cái quy trình. Quy trình ở đây là gì? Ví dụ như là để mà đạt được N1 chẳng hạn thì mình sẽ có các cái bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, thì nó chính là cái process sự. Thì ở đây chị đang để nó là cái quá trình ấy. Có là để làm được một cái gì đấy thì mình phải có một cái lộ trình hoặc là một cái quá trình để thực hiện ấy. Thì cái từ kaizen ở đây nó chính là cái quá trình tiến bộ này. Tiếp đến này, cái aruhi này thì cũng đã từng nói rồi là vào một cái ngày nào đấy nó không cố định đúng không? Aruhi, aruhito gì gì đó thì đã từng nói trong một buổi mình đã từng chia sẻ rồi, là vào một ngày khi mà cái từ mọi người sẽ nhìn thấy cái từ tạ này và động từ ở dạng quá khứ này này, nên là cái ngày đấy là cái ngày mà cái người viết này người ta đã tham gia vào trong cái đội tuyển cử tạ rồi. Và vào cái ngày đấy thì có một cái vận động viên đúng không? À, có một huấn luyện viên đúng không, nổi tiếng thì đã đến thăm. Thì ở đây chị đang dịch là một huấn luyện viên nổi tiếng đến thăm phòng tập thể dục vào một ngày tôi đã vào đội tuyển cử tạ đấy. Hoặc là các bạn để nó là vào một ngày tôi đã vào đội tuyển cử tạ thì một ông huấn luyện viên nổi tiếng thì cũng được. Tiếp này,
cái từ là na cả đệ hôm trước hôm buổi trước cũng vừa nói xong đúng không? Na cả đệ đây là trong cái sự nghiệp lâu dài của mình ấy, thì ông đã hướng dẫn hàng 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 gì bao nhiêu đây, hàng hàng nghìn người, đúng không, hàng nghìn người, hàng nghìn vận động viên, trong đó có cả một số những cái vận động viên Là Olympic. đúng rồi, vận động viên Olympic đúng không? Thì ở đây này, ở đây mình để ý cho chị cái gì nhỉ, là cái từ na cả đệ này hôm trước mình cũng có nói rồi là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra đúng không? Bình thường nếu như mà đằng trước nó là động từ thì là trong cái quá trình thực hiện cái gì đó, còn ở đây là gì, trong cái khoảng thời gian, trong cái trạng thái hoặc là trong cái career của mình, thì là cái sodate tekita ở đây là động từ ở dạng gì, ở dạng gọi là gì, sự thể hiện sự biến đổi hoặc là sự thay đổi. Sodakete là gì, đã từng rồi đúng không, là từ xưa cho đến bây giờ là ông ấy đã huấn luyện viên hả, đã hướng dẫn cho hàng ngàn vận động viên rồi đấy. Thì mặc dù tiếng Việt mình dịch ra thế, nhưng mà khi mà mình phân tích kỹ hơn về những cái động từ như thế này thì là các bạn sẽ rút kinh nghiệm trong những cái việc mà các bạn viết cho văn bản của mình về sau, và trong cái quá trình đọc thì mình sẽ hiểu rõ hơn về cái ý mà người ta đang muốn nói, là cái sự nghiệp lâu dài thì ông ấy đã hướng dẫn cho hàng ngàn vận động viên, bao gồm cả những cái vận động viên Olympic. Tiếp đến này, Watashi wa Jikoso Kaishi, tôi thì giới thiệu về bản thân mình, và cả hai đã cùng nói chuyện với nhau về cái quá trình tiến bộ. Cái Katari au ở đây là Katari cộng với cái từ au là hợp, gọi là nói chuyện với nhau đúng không? Gọi là cùng trao đổi với nhau về cái quá trình tiến bộ này. Tiếp đến này, đây là gì? Top Asuri Toto Hoka no hito to no chigai wa nan desu ka? Watashi wa to tazuneta. Hontou ni seikou suru hito wa futsu no hito ga shinai you na donna koto o shiteru no desu ka? Thì ở đây người ta nói là cái gì đây? Tôi hỏi ông đâu là sự khác nhau giữa một vận động viên với những người khác? Những người thành công thực sự đã làm gì để khác với người thường? Nó cũng nghĩa thì là đúng rồi, nhưng mà có cái gì đấy nó vẫn đang hơi bị gượng đúng không? Tôi đã đưa ra câu hỏi sự khác biệt giữa vận động viên hàng đầu và những người, đúng rồi, cái từ vận động viên hàng đầu này mới chuẩn này, ở bên trên của bạn Diệu Nguyễn đấy đúng không, thì đang bị thiếu là giữa một vận động viên hàng đầu với lại những cái người khác là gì, người thành công thực sự đã làm gì để khác với người thường, người thành công làm những gì mà bình thường sẽ không làm, mà người bình thường sẽ không làm. Ok, ở đây thì chị đang dịch là gì, tôi hỏi cái đoạn là tao dư nê tạ thì chỉ đơn giản là tôi đã hỏi ông, tại vì nó đang nói về một cái câu chuyện mà đúng không, thì chỉ đơn giản là tôi hỏi ông có biết đúng không, ông có biết thì là nghe cho nó thuần Việt đúng không, ông có biết sự khác nhau giữa một vận động viên hàng đầu và những cái người khác là gì không. Top Asuristo là vận động viên hàng đầu, sự khác nhau giữa những cái người vận động viên hàng đầu và những người khác là gì không, đúng không. Tiếp đến này, Hontou ni seikou suru hito wa, cái người mà thành công thực sự ấy thì đang donna koto o shiteru no desu ka, là đang làm những cái gì mà yo na, mà có vẻ như những cái người bình thường đang không làm. Đấy, thì ở đây mình sẽ thấy cái từ no desu ka là để nối giữa hai câu với nhau đúng không? Nói đi nói lại rồi, chắc là các bạn cũng đã hiểu rồi, là khi mà mình muốn miêu tả cái cảm xúc của mình vào trong đấy và cái sự lập luận liên kết giữa các câu với nhau thì hãy theo thêm cái từ no này cho nó mềm câu. Thực ra cái từ no này nó cũng bằng với cái từ indes ấy. Đấy, thì là mình hãy cho thêm vào là người thành công thực sự đang làm những cái gì mà có vẻ như là, nhớ cái từ yona này nhá, mà có vẻ như là những cái người bình thường đang không có làm. Tiếp này, kare wa yoso dori no yoi no togeta iten幸運、才能。でも、それから思いもよらないことを口にした。ある時点まで来ると、毎日のトレーニングの退屈さに耐えられるかどうかにかかってきますね。何度も何度も同じ、リフトを繰り返すということです。てな時代。Ông đã đưa ra các yếu tố đúng như dự đoán là ai ai là người dự đoán. Cái từ omodori ở đây phải là ngầm một cái chủ ngữ là đúng như là những cái gì mà tôi nghĩ đúng không, đúng như những cái gì mà tôi dự đoán đúng không, thì phải là ai là người dự đoán thì mình cho thêm cái đấy vào. Di truyền, vận may, tài năng, nhưng rồi ông đã nói ra điều ngoài dự tính, khi đến một thời điểm nhất định nó phụ thuộc vào việc bạn có thể chịu đựng được sự nhàm chán của việc luyện tập hàng ngày hay không, đó là việc lặp đi lặp lại cùng một lúc công việc giống nhau.
nó thiếu một cái ý gì ấy nhỉ, nó thiếu một cái ý là đế mố này này, đế mố nhé, hình như có cái từ đế mố, có từ nhưng rồi, nhưng rồi ông nói ra điều ngoài dự tính ai. À, đấy thì cái dự tính với không dự tính phải cho thêm cái chủ ngữ vào, cái chủ ngữ ẩn đi vào. Ông đã kể ra những yếu tố có thể đoán trước, không phải đoán trước, omoidori là đúng như những cái gì mà mình nghĩ. Tại sao một thời điểm, tại một số thời điểm, đến một cái thời điểm nào đó nhé, ở đây nó có cái từ là arujiten ý, lại lặp lại cái lúc nãy aruhi này, aruhito. Arujiten là một cái thời điểm không xác định, một cái ngày không xác định, một cái người không xác định. Nên là đến một cái thời điểm nào đó nhé, đến một cái thời điểm nào đó thì là mọi người sẽ gì, sẽ tai cứ tự xa, là kiểu chán ngắt đúng không, chán ngắt với cái việc mà phải luyện tập hàng ngày. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ đầu này. Kare hóa thì là cái ông huấn luyện viên đấy, cái ông coach đấy đúng không, ông đã đưa ra cái nguyên nhân mà đúng như là tôi đấy, đúng như là tôi dự tưởng, thì cho thêm cái chủ ngữ phụ ở đấy là tôi, ẩn ở đây đi, là trong tiếng Nhật không có nhưng tiếng Việt của mình có này, thì là di truyền này, vận may và tài năng, có nghĩa là một trong những cái yếu tố mà người 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 phi thường ấy, người xuất sắc người ta có là về di truyền, về vận may và về tài năng của họ. Thế nhưng mà đế mộ sô đề cả là, nhưng mà sau đó thì là ông ấy cư chi ní si tạ đúng không, cư chi ní si tạ là ông ấy đã nói ra một cái gì, một cái điều mà tôi ô môi mố yoranai, là ô môi mố vô được, hoặc là ô môi mố yoranai là một cái cụm từ luôn, và mình nhớ thành một cụm là không, tôi chưa từng nghĩ ra đúng không, mà tôi không hề nghĩ tới là đến một cái thời điểm nào đấy thì nó còn liên quan, kakatte kimasu thì lại là có, nó còn liên quan tới cái việc là cà đô cà, liên quan tới cái việc là họ có thể chịu đựng được cái sự nhàm chán của cái việc luyện tập hàng ngày hay không. Thì mọi người sẽ thấy động từ ở đây nó là dạng bị động, mà một khi nó là bị động thì mình phải biết là cái chủ ngữ là ai đúng không. Thì ở đây chủ ngữ là ai đấy thì nó đang nói về những cái người mà những cái người mà gì nhỉ, những cái người mà vận động viên đúng không, là những cái người mà phi thường đấy, những cái người mà rất là giỏi đấy, thì là nó còn phụ thuộc vào cái việc là cái người đấy có chịu đựng được, vì là cái chủ ngữ của mình ở đây nó là bị ẩn đi, là những cái vận động viên, và người ta mới chuyển sang động từ ở dạng bị động đúng không. Nên là khi mà chuyển sang câu tiếng Việt ấy thì mình phải hiểu là cái chủ ngữ của mình là vận động viên, thì mình sẽ chuyển nó thành là câu khẳng định thôi, là còn liên quan đến việc họ có thể chịu đựng được cái sự nhàm chán của cái việc luyện tập hàng ngày hay không. Tiếp đến này, nan đổ môn nan đổ mộ onaji lift, cái từ lift tổ ở đây nó chính là cái vòng lặp, cái vòng lặp kurikai sự cũng là lặp đi lặp lại, cái vòng lặp nhiều lần đấy, thì là tối ưu cô tô ở đây là có nghĩa là vậy, là nó sẽ liên kết với cái câu trên, là nghĩa là lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những cái công việc giống nhau đấy, là những cái người mà dù có giỏi đến mấy đi chăng nữa đúng không, thì đến một cái thời điểm nào đấy họ cũng sẽ chán và họ sẽ cảm thấy gọi là không thể chịu đựng được cái việc là lặp đi lặp lại những cái vòng lặp giống nhau hàng ngày, đó chính là cái việc mà luyện tập ấy. Sono kotae wa ni watashi wa odoroita. Rodokan kan iyoku nitsuite chigau kangae kata o shite ita karara. Mokuhyou ni torikumu ni wa hai ni naru koto ga hichiyou da to yoku iwareru. Thì mình lại thấy cái động từ ở đây là dạng bị động này, khi mà chúng ta hãy làm cách nào để chúng ta có thể hiểu được các cái câu một cách chuẩn xác ấy, ví dụ như là câu đấy là câu bị động, câu chủ động hoặc là câu gì đấy ấy, thì các bạn hãy hãy ngồi đọc lại những cái bài viết ở trên mạng phân tích về câu bị động thật là kỹ, thì khi mà mình hiểu được những cái kiến thức basic rồi thì đến lúc mà các bạn nhìn vào các cái câu phức tạp ấy, thì các bạn sẽ hiểu được ngay. Business de are, sports de are, geijutsu de are, kekkyoku wa zonetsu da yo toka hontou ni hoshii to omowanakya nado という kotoba o yoku mimi ni suru. Ở đây là gì đấy? Tôi đã ngạc nhiên với câu trả lời này, bởi vì nó có một cách nghĩ khác về quan điểm lao động. Người ta thường nói rằng hứng thú là điều cần thiết để đạt được mục tiêu. Tôi đã rất ngạc nhiên với câu nói này. Tôi đã có một cách nhìn khác, tôi đã có một cách nhìn khác về lao động. Tôi đã có một cách nhìn khác về lao động. Người thiếu cái từ kara đúng không? Hai cái câu đấy nó phải nối với nhau bằng cái từ kara, nên là phải có thêm cái từ kara vào đấy. Người ta hay nói rằng cần đặt ra tiêu chí cao để đạt được mục tiêu, dù là kinh doanh thể thao hay nghệ thuật, chúng ta thường nghe thấy những cụm từ như sau tất cả đó là đam mê. Rồi, ok, mình sẽ lặp lại này.
Tôi thì là đã rất là ngạc nhiên với cái câu trả lời này thì là đúng rồi nhá. Cái lý chư y tê khi nào thì sẽ dùng lý chư y tê khi mà đưa ra một cái chủ đề nào đấy này. Vậy là mình sẽ hiểu là nó chính là khi mà nói đến cái điều đó thì đúng không? Tiếp đến cái câu này nó kết thúc bởi là karada, nên là mình sẽ phải hiểu là tại sao mà mình lại ngạc nhiên, bởi vì rằng là đúng không? Bởi vì rằng là tôi thì đã nhìn thấy động từ ở dạng quá khứ chưa? Là tôi đã có một cái cách suy nghĩ khác về cái quan điểm lao động, hay còn gọi là cái động lực, đúng không? Cái động lực hay là cái ý chí mong muốn của mình ấy. Thì nhớ là khi mà nối với câu với nhau thì mình cho thêm câu tiếng Việt vào thôi. Tiếp đến này, mục tiêu, cái từ tôi đi cư mự này là goal của N2 này. Lại tiếp tục ni oá này, động từ này để nỗ lực cho một mục tiêu hoặc là để cố gắng cho một mục tiêu thì là yoku iwareru. Mình đã thấy dạng câu động từ chưa? Cái động từ thì chứng tỏ là cái chủ ngữ của mình hiện tại bây giờ nó là lấy cái đối tượng thứ ba cho vào, là người ta thường hay nói rằng là làm sao để nỗ lực cho mục tiêu thì sẽ cần hichio, cần phải có gì, cần phải có cái việc là hay ni na ở đây mình sẽ phải dịch cho nó thoáng ra một chút thì nó chính là luôn luôn sẵn sàng, đúng không? Hay hay đúng không? Hay là ok đấy, đúng không? Gọi là luôn luôn sẵn sàng, tức là để mà nỗ lực trong mục tiêu thì cần phải luôn luôn sẵn sàng. Business để sport để ghê rất để kêu kêu cứu à zone để yếu tất cả không tôi đi hoshi to omoana kẻ đây là omoana kẻ để bài ikenai đấy đúng không? Na độ, vậy là mình sẽ thấy là na độ này, na độ là A hoặc là B đấy, thì mình sẽ thấy này, bình thường na độ nó sẽ đi với ya hoặc là ya đúng không? A ya b ya na độ, nhưng ở đây mình sẽ thấy nó đi với cái từ toka này cũng được này đúng không? Ví dụ như là A là B là C là D ấy, đúng không? Thì toka na độ tối ưu kotoba o yoku mimi ni suru, mimi ni suru rồi cư chi ni suru là mình có thể học để viết văn hoặc là nói trong văn nói hàng ngày. Thì sẽ là gì đã dù dare thì đã học ở trong cái buổi số 2 hay số 3 gì đấy đúng không? Là chọn ấy rồi. Là cho dù là business, cho dù là kinh doanh, dù là trong kinh doanh, trong nghệ thuật hay là trong thể thao, thì là chúng ta thường hay nghe thấy, ở đây mặc dù nó không có cái từ chúng ta, nhưng mà mình cũng phải cho thêm cái đấy vào cho nó thuần Việt thôi, thì là chúng ta thường hay nghe tới những cái câu kiểu như là làm sao? Kiểu như là phải phải nghĩ là mình thực sự muốn, đúng không? Cái kiêu cự, dồn hết sự đá yếu, có nghĩa là rốt cuộc thì là đó là niềm đam mê này, hoặc là hông tôi ni hôn, hông tôi ni hô si tô là phải nghĩ là mình thực sự muốn nó, giống như kiểu mấy trong cái quyển sách phát triển bản thân người ta hay nói rằng là gì? Muốn đạt được mục tiêu thì hàng sáng, mỗi một buổi sáng là mình sẽ phải nghĩ đến cái mục tiêu đấy và mình nghĩ là nhất định là mình sẽ làm được ấy, thì nó chính là cái này này, hông tôi ni hô si tô là mình sẽ phải thực sự muốn nó, mình phải thực sự gọi là mong muốn cái việc đó. Còn cái thứ hai là rốt cuộc thì mình sẽ vẫn làm theo đó, vẫn là đam mê của mình đúng không? Zone hết sự ở đây nó chính là niềm đam mê. Thì là cái câu đoạn này người ta đang nói rằng là cái ông tác giả này, ông ấy đang có một cái cách suy nghĩ khác về cái việc là nỗ lực để đặt ra một nỗ lực cho mục tiêu của mình là lúc nào cũng phải làm sao? Phải 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 nghĩ là mình thế nọ thế kia đúng không? Phải đam mê của mình nọ kia đúng không? Thì là tiếp này. その結果、多くの人は集中力やモチベーションがなくなったら落ち込んでしまう。成功する人は情熱の、cái từ này đọc là gì nhỉ? Takuae, đúng không? Takuae, cứ quay takuae ga saigen naku aru no da to omou karada. Tokoro ga, このコーチは成功する人も他の人と同じようにモチベーション、風速を感じると言っている。違いは退屈を感じていても取り組める方法を知っているということだ。Vậy các bạn đang để là gì đây? Kết quả của điều đó là rất nhiều người đã đánh mất đi năng lực tập trung và động lực sau đó. Không phải, bị sai rồi. Là gì đây? Kết quả của cái việc đó, kết quả của cái việc đó là kết quả của điều đó, là kết quả của cái việc là lúc nào mình cũng nghĩ rằng là sau tất cả đó là đam mê, rồi tôi thực sự muốn cái nọ, rồi tôi thực sự muốn cái kia, ngày nào cũng phải nghĩ về cái mục tiêu cao cả của mình ấy, đúng không? Ngày nào mình cũng nghĩ mình phải đỗ N1, nào mình nghĩ là mình phải được lương cao, đúng không? Giả dụ vậy. Nhưng mà nếu như mà cái kết quả của cái việc là mình lúc nào mình cũng suy nghĩ như vậy ấy, là gì? Là rất là nhiều người sẽ trở nên ochikomu, cô mự là mình sẽ cảm thấy gọi là gì, mất hết động lực hay còn gọi là chán nản. Bình thường cái từ ô cô mự ở đây là chán nản, buồn rầu, thì ở đây chị đang để là chán nản đúng không? Nhiều người sẽ trở nên chán nản và mất hết cái động lực hay là cái khả năng của sự tập trung này. Tiếp nào, đến đây là gì?
Tôi đã nghĩ rằng người thành công có sự tích lũy vô tận của sự nhiệt huyết. Tôi nghĩ rằng người thành công, bởi tôi nghĩ rằng, không, thực ra ở đây lại không phải là bởi tôi nghĩ rằng đâu, mà là bởi là, tại vì nhá, mình phải biết là cái từ omo này, mặc dù là ẩn đi chủ ngữ thì mọi người đang để là tôi, đúng không? Nhưng mà các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau, mà người ta đang nói về cái câu chuyện là nhiều người Okunohito ở phía trước này này, nên là cái câu này omo ở đây nó không phải là tôi, mà là nhiều người đấy ấy. Là họ ấy, bởi lẽ rằng là họ nghĩ rằng là người thành công, đúng không, thì sẽ có một cái đam mê gọi là vô tận. Cái từ saigen nakku ở đây là saigen nakku aru, mình sẽ nhớ nó thành một cụm luôn, là bất tận hoặc là vô tận. Ví dụ như là nguồn tài nguyên vô tận này, cũng dùng cái từ này này. Ngày trước chị đọc trong một bài báo, người ta nói về cái việc là gì, cái cánh đồng bao la vô tận ấy, người ta cũng dùng cái từ này này. Thì ở đây là zonetsu otaku, là đây là cái sự tích lũy về mặt đam mê, đúng không? Nhưng mà mình không có dịch được là tích lũy đam mê, mà chỉ đây dịch là bởi họ nghĩ rằng người thành công có một cái đam mê bất tận thôi, và chị không dịch cái từ takuai này, nó là từ tích trữ đam mê. Thì nhớ nhé, khi mà có cái từ omo này mình sẽ phải cẩn thận một chút xem là cái chủ ngữ của mình nó đang là cái gì nhé. Tokoro ga konoko chiwa, rồi tiếp. Thế nhưng huấn luyện viên đã nói rằng người thành công cũng cảm thấy thiếu động lực như những người khác, đúng rồi. Nhưng sự khác biệt là dù cho họ có cảm thấy chán nhưng họ biết cách giải quyết nó. Ok, đúng rồi. Tuy nhiên vị huấn luyện viên đó đã nói với tôi rằng người thành công cũng thiếu động lực như những người khác. Sự khác biệt ở đây rồi. Họ biết cách để tiếp tục, đúng rồi. Cái đoạn mà họ biết cách để duy trì, đúng không? Vì cách suy nghĩ của người thành công là luôn giữ. Đây nhá. Ở đây là gì? Rất là nhiều người, người ta cảm thấy chán nản khi mà cảm thấy rằng là mất hết động lực và cái sự nhiệt huyết của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là cái người thành công là cái người mà lúc nào cũng cũng đầy nhiệt huyết, đúng không, đam mê gọi là bất tận, đúng không? Thế nhưng mà Tokoro gà, thế nhưng mà cái vận vị huấn luyện viên này thì làm sao, thì lại đang ít tê được, lại đang nói rằng là những cái người mà thành công thì cũng cảm thấy mất động lực giống như là những cái người khác, hay là những người thành công thì cũng đang cảm thấy thiếu động lực như là những cái người khác. Cái điểm khác nhau ở đây, cái điều khác biệt ở đây, cái điểm khác nhau, hay còn chị để ở đây là cái điều khác biệt, tại vì cái chủ đề của cái bài này ngay từ đoạn đầu người ta đang nói là sự khác biệt giữa người huấn luyện viên, giữa vận động viên xuất sắc và người thường là gì, đúng không? Thì là cái điểm khác biệt ở đây chính là cho dù họ có cảm thấy chán nản đi chăng nữa thì họ vẫn biết cách để có thể nỗ lực cố gắng, cái phương pháp để mà nỗ lực cố gắng. Thì cái đoạn này nó chỉ lửng đến đây thôi, thì bây giờ mình sẽ nhìn lại là họ họ biết cách nỗ lực cố gắng là gì, nó chính là lại thiên về đọc hiểu một chút, đúng không? Thì đó chính là gì, là cái ông huấn luyện viên này, ông ấy nói rằng là làm sao, là đến một cái thời điểm nào đấy mình sẽ ai thì rồi cũng sẽ chán cái việc là luyện tập hàng ngày. Thế nên là cái điều quan trọng, sự tối ưu cô tô ở đây nó chính là kurikai sự tối ưu cô tô, ở đây là định nghĩa, đúng không? Cái định nghĩa rằng là cái điều quan trọng ở đây là phải lặp, là gì, nghĩa là lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những cái công việc giống nhau đấy. Và bản thân những cái người mà giỏi giang thì người ta cũng sẽ phải lặp đi lặp lại các cái công việc đấy thôi, đúng không? Ví dụ như cái ông cầu thủ nào đấy thì ông ấy cứ phải đi đá bóng suốt cả ngày, đúng không? Ngày nào cũng phải đi đá bóng, rồi đá vào thủ môn để đá, cứ đá đi đá lại suốt ngày thôi. Thế mà chỉ lặp đi lặp lại những cái việc như thế thôi, đúng không? Thì cũng giống như kiểu cái việc học tiếng Nhật này của mình cũng vậy. Thì là bài này nó cũng không mang một cái gì đấy nó đao to búa lớn, chỉ đơn giản nó là cái thông điệp là gì? Là khi mà mình đã chán trong cái việc là mình theo đuổi mục tiêu ấy, thì mình phải biết rằng là ai cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy, và mình sẽ tìm cách để mà có thể biết được rằng là sự thành công nó chính là cái sự lặp đi lặp lại những cái điều chán nản như vậy, và cái vấn đề là mình có thể ta ê ra đây được hay không. Ok, đấy là cái thông điệp của bài ngày hôm nay, khá là ngắn ngủi và cũng khá là hay, mặc dù nó hơi gọi là gì, sâu lắng một tí, đúng không? Ok, thì trong cái bài vừa rồi thì mọi người thấy trình độ N mấy là đã có thể đọc được rồi. Theo cả chị cảm nhận thì là N3 là đã đọc được rồi, đúng không? Chứ không nhất thiết là phải N2 luôn. Không nhất thiết là phải N2 luôn.
Và với lại là mình sẽ thấy một cái nữa đó là gì? Là trong các cái bài văn viết hoặc là các cái trong các cái quyển sách hoặc các cái bài báo thì người ta cũng chỉ viết đơn giản và nhẹ nhàng như thế thôi. Cái vấn đề là mình sẽ hiểu cái gì sau câu chữ và đọc hiểu nó như thế nào. Còn đâu về mặt cấu trúc ngữ pháp thì nó chỉ dùng các cái cấu trúc ngữ pháp vô cùng là đơn giản và nó cũng rất là normal. Cái kinh nghiệm của chị khi mà đọc các cái bài này thì ngoài cái việc là mình có được cái gì, ngoài cái việc là mình có được thêm những cái cách nhìn và cái góc nhìn mới thì mình sẽ học được cái cách mà người ta diễn đạt đấy, đúng không? Cái cách mà người ta diễn đạt để sau này khi mà mình luyện dịch từ Việt sang Nhật chẳng hạn thì chị có một cái chuỗi các cái bài về dịch các cái bài nói của thầy Phan Văn Trường ấy thì chị mới thấy rằng là sau rất là nhiều năm mình ngồi mình phân tích các kiểu các cái thể loại thì mình mới thấy rằng là khi mà mình dịch các cái bài từ Việt sang Nhật của thầy ấy, thì mình mới thấy rằng là những cái phân tích đấy đã giúp cho mình rất là nhiều và bây giờ mình có thể tự tin để mình có thể dịch được một cách gọi là suôn sẻ hơn. Còn ngày trước mà chị mà bắt chị dịch Việt Nhật là cả một vấn đề luôn ấy, chị vẫn còn nhớ như in cái hồi đấy là chị đang mới làm computer được khoảng tầm 1-2 năm thì đợt đấy công ty bắt dịch một cái hợp đồng để mà có thể quảng cáo một cái dự án mới của công ty cho người nước ngoài, cho người Nhật ấy, bản xứ ấy. Thì thực sự là hôm đấy cái ông giám đốc là ông ấy gõ đầu chị liên tục và ông bảo mày dịch thế mà ông dịch cả. Mà đợt đấy có một cái bạn là team lead là bạn ấy check lại cái phần dịch của chị với một em nữa. Em đấy thì là học thì khá hơn chị và hồi đấy là em ấy cũng mới đi Nhật về và em ấy làm rất là tốt. Còn chị thì chị làm như là đến lúc mà đọc xong mà ngay cả cái bạn team lead và cái em đấy em ấy bảo chị Hồng dịch xong rồi dịch cái này chán thế. Đấy mà mình cũng cảm thấy rất là xấu hổ luôn ấy, đúng không? Thì thế mà cũng đã vèo một cái mà đã bao nhiêu năm rồi, thế là phải đến 6-7 năm rồi đấy. Và cái đợt đấy là chị mới làm computer được khoảng tầm 1-2 năm đúng không? Đấy thì là khoảng tầm 6-7 năm trước rồi thì mới thấy rằng là cái gì cũng cần phải sự cố gắng và luyện tập thôi. Mình sẽ học dần và mình sẽ học thông qua cái việc là các cái bài văn của người bản xứ trước, sau đó là mình sẽ chuyển dần thành cái ngôn ngữ của bản thân. Một cái nữa đó là gì, gì nhỉ? Một cái nữa đó là cái cách để mà mình có thể nghe nói đọc viết được hoàn thiện đúng không? Thì ai cũng sẽ trước khi mà dịch Việt Nhật thì là mình sẽ phải dịch Nhật Việt đầu tiên đúng không? Thì dịch Nhật Việt thì mình cứ đọc những cái bài gì mà mình thích thôi. Thì những cái buổi chia sẻ này của chị thì hầu như là nó sẽ cái nội dung của nó rất là lung tung, gọi là gì? Nó không phải lung tung mà là nó sẽ không theo một cái văn bản hoặc là một cái tài liệu ôn thi nào cả. Tuy nhiên thì nếu như mà muốn học một cái quá trình lâu dài ấy, thì hãy gắn nó vào những cái điều sở thích của mình. Ví dụ như là chị thì rất là thích đọc những cái bài mà truyền cảm hứng như thế này hoặc là những cái cuốn sách về phát triển bản thân. Còn nếu như mà các bạn thích đọc về handmade, đọc về phong cách sống hoặc là đọc về tối giản hoặc là đọc về thời trang rồi đọc về bất cứ cái gì nấu ăn đúng không? Thì là hãy tìm những cái bài nấu ăn, những cái bài gì mà đúng cái sở thích của mình ấy để mình đọc ấy. Thì sau khi đọc nhiều thì vì là nó đọc về cái sở thích của mình mà đúng không? Thì mình sẽ kéo dài nó được lâu dài và khi mà mình chán thì mình vẫn cảm thấy rằng là mình đang muốn tìm hiểu về cái gì đấy thì mình hãy tìm những cái đấy để mình tìm hiểu vì mình đang thích mà đúng không? Giống như chị thì mỗi một thời điểm thì chị sẽ làm một cái thứ khác nhau. Có thể có lần thì chị làm chuyên về đọc hiểu, có đợt thì chị chuyên làm về dịch Việt Nhật, đợt này thì chị chuyên làm về shadowing rồi làm các cái buổi chia sẻ với các bạn như thế này. Biết đâu trong thời gian tới chị còn nghĩ ra nhiều những cái khác mà chị thích chị tìm hiểu thì sẽ thể chia sẻ với các bạn thêm. Ok, đấy là cái phần nội dung của bài ngày hôm nay. Hôm nay có bạn nào có đặt câu hỏi gì cho cái bài này không? Và cảm thấy rằng là cái phần tiếng Nhật này nó thế nào? Rất là thực tế luôn đúng không? Đời thường luôn đúng không? Hai buổi học tiếng học dịch tiếng Nhật buổi hôm trước và buổi hôm nay thì em nhận ra rất là nhiều điều. Khi mỗi khi em đọc tiếng Nhật thì em chỉ đọc hiểu ý chính thôi chứ không tập trung vào xem chủ ngữ hay là dịch, toàn là dịch word by word chứ không có dịch theo là dịch từ Nhật sang Việt, nhưng mà dùng cho ngôn ngữ tiếng tiếng Việt nó cũng xuôi hay là mượt hơn ấy. Thì chị em chưa, bây giờ giống như bài hôm trước ấy, ý định và hành động em chỉ mới có ý định thôi nhưng nay em chưa hành động. Bây giờ em thấy hai bài dịch của chị rất là có ý nghĩa. Cảm ơn em. Thực ra là ngày ngày đây là kinh nghiệm của chị thôi nhá, thì là chị với chị Hoàn thì đang làm một cái khóa về computer đúng không, thì chị Hoàn cũng có tâm sự với chị và chị cũng có nói chuyện với một bạn khác cũng đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty ngày trước chị làm, thì bạn ấy có nói rằng là sau khi mà tuyển sinh và phỏng vấn cho rất là nhiều bạn đi du học về hoặc là đã từng làm việc ở bên Nhật về thì mới nhận ra một cái điểm yếu của các bạn là sau khi trở về Việt Nam cái ngôn ngữ
chính mà các bạn sử dụng đó là tiếng Việt. Tại vì ở Việt Nam thì mình mới cần có phiên dịch, mới cần có những cái việc là chuyển ngữ từ người Nhật sang người Việt hoặc là từ người Việt sang người Nhật đúng không? Thì nhiều khi những cái bạn mà nhiều khi rất là giỏi tiếng Nhật và thậm chí nói Nihongo rất là pera pera, nhưng mà có một cái yếu điểm đó là khi mà các bạn dịch ra để cho người Việt hiểu ấy thì nó bị mắc ở một đâu đấy. Tất nhiên là các bạn ấy sẽ bị mắc một khoảng thời gian đầu thôi, và sau các bạn ấy sẽ có thể để ý đến cái đấy thì các bạn sẽ có thể gọi là follow và theo được. Nhưng mà mới thấy rằng là gì, là mình đi du học thì mình cũng không có sử dụng tiếng Việt nhiều đúng không, nhưng mà làm ở Việt Nam thì kiểu gì sau này trở về Việt Nam thì các bạn vẫn phải sử dụng tiếng Việt trong công việc để mà có thể truyền đạt được cái thông điệp giữa hai bên, kể cả về công việc, về nội dung business gì đấy đúng không. Thì bây giờ mình học thì mình hãy kết hợp làm thế nào đấy để có thể gọi là gì, nói được những cái điều mà mình nghĩ ra được bằng cả hai ngôn ngữ sao cho nó thật là xuôi đúng không. Thì cái việc mà Yên Tâm vừa nói đấy đúng không, là phân tích câu giống như chị đang làm ấy, thì là chị đang hướng đến cái đấy, vì chị thì hầu hết là cái kinh nghiệm của chị đều làm ở Việt Nam thôi chứ chị không có làm ở Nhật bao giờ. Thực ra chị có đi công tác 1 2 tháng không đáng kể, gọi là đi du lịch thôi chứ còn cũng không có kinh nghiệm làm ở Nhật nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là các bạn sẽ cần phải làm thực hiện như vậy. Cảm ơn em đã thấy rằng là mấy buổi này đã đang có ích cho em đúng không? Chị ơi, có website gì để giọng Nhật nói theo ý câu mình muốn để mình nghe rồi đọc theo không ạ? Hôm qua chị có đưa ra một cái bài video của em gì nhỉ? MC gì đấy? Hôm qua chị có đăng lên Facebook của chị, em gì nhỉ? Tự nhiên quên tên. Em gì dẫn Olympia mới đấy, bạn em gì nhỉ? Tên là gì các bạn? Nhớ. Khánh Vy chị. Khánh Vy, đúng rồi, Khánh Vy đấy. Em mới có một cái cách là em mới viết lại cái phần tiếng Anh lên trên Google Translate ấy, xong là nó để cho nó đọc cái phần đấy ấy. Thì thực ra cái đọc phần đấy thì nó cũng giống như kiểu là nó hơi hơi robot robot một tí, nghe thì nó cũng sẽ không thực sự season cho lắm. Nhưng mà nếu mà em muốn để cho cái người Nhật người ta đọc lại cái câu tiếng Nhật mà em muốn đọc ấy, thì em có thể sử dụng cái Google Translate đấy, cũng là một gợi ý mà cũng chẳng còn cách nào khác đúng không. Nó có một cái app ấy, ngày trước chị đã từng dùng một cái app nhưng mà cái app đấy nó mất tiền, nhưng mà chị thấy nó đọc cũng không không phải thực sự là, nó cũng dùng cái công nghệ AI thôi, là cái công nghệ giống như kiểu là AI là robot đọc cái văn bản thôi, nên là Google Translate cũng đáp ứng được cho em khoảng tầm 70% rồi. Nên là em hãy có thể sử dụng Google Translate để mà nó đọc cho mình. Cái mà mình tận dụng Google Translate là gì? Không phải là mình bắt chước về mặt giọng điệu, không phải dẫn được về mặt quê nhé, mà mình bắt chước về mặt accento ấy. Ví dụ như là cái từ ame hoặc là á mẹ đúng không? Thì là có làm khi mà người ta đọc một cái câu dài như là Watashi wa Hồng Đề Sự, thì là mình sẽ nghe cái bạn Google Translate ấy, bạn ấy nói rằng là Watashi wa đúng không? Thì là wa thấp, ta si là cao, Watashi wa Hồng Đề Sự đúng không? Thì là mình hãy nghe cái accento đấy, chứ mình đừng có nghe theo cái kiểu, mình đừng có nghe theo cái kiểu là bắt chước y hệt giống như robot nhá, hiểu không? Các bạn hiểu cái này không nhỉ? Cái accento thì chị đã giới thiệu qua một cái series rất là khoảng 3-4 series, 3-4 bài trên trên cái trang của chị nhá. Ví dụ như là accento của người Nhật là cái âm đầu tiên, cái âm thứ hai là bao giờ cũng âm thấp và âm cao đúng không? Thì mình cho cái câu tiếng Nhật đấy vào trong Google Translate. Mình nghe người ta đọc và mình nghe lại xem là à nó đang thấp ở đâu, nó đang cao ở đâu, nó đang luyến ở chỗ nào, thì mình đọc theo như vậy để mình rồi mình đọc theo mình luyện dần thôi. Còn như chị thì là thường thường thì là như chị thì chị sẽ nghe theo cái đoạn văn của người ta ấy, giống như kiểu shadowing ấy, có là cái câu nói mà cái người người bản xứ người ta nói về một cái chủ đề nào đấy, sau đó là chị bắt chước theo người ta, sau đó là dần dần nó sẽ lái, sau một thời gian thì nó sẽ lái thành giọng của chị, và khi mà nó lái thành giọng của chị rồi thì nó cũng sẽ theo cái accento của người Nhật, thì là shadowing là một cái cách như vậy. Rồi, có ai có câu hỏi gì nữa không? Em cảm ơn ạ. Ok, bạn nào giơ tay này? Bạn nào giơ tay đây? Nói đi em. Chị nghe em nói không ạ? Ok, em nói đi. Dạ, ý là em có cái thắc mắc kiểu cũng lâu á chị, tại bình thường á thì chị đọc chị sẽ thấy là mấy cái câu văn tiếng Nhật nó rất là dài và nó rất là có rất là nhiều thông tin, nên là thì ra em kiểu em cũng ý là em cũng từng dịch nhiều cái ấn phẩm rồi, xong em cũng thấy là nó khá là phức tạp để mà chuyển thành một câu gọi là y chang giống như vậy trong tiếng Việt á, thì cái phương pháp mà em thường dùng là em sẽ tách cái câu ra làm hai nhưng mà vẫn giữ được ý nghĩa của nó. Em nói ví dụ như là Đúng rồi. em ví dụ như cái câu hồi nãy chị nói là
một cái ngày nọ khi mà tôi đã tham gia vào một cái câu lạc bộ cử tạ đó đó, thì em không biết nữa, cái là nếu mà cái kiểu nếu mà mình dịch theo cái kiểu mà tôi đã tham gia vào một cái câu lạc bộ cử tạ, và một ngày nọ, nếu mà em cắt câu kiểu một ngày nọ thì cái ông đó ông tới tham quan cái phòng gym gì đó của tôi, thì thường chị thấy cái phương pháp đó nó có ổn mà, hoặc là nó có làm mất đi cái văn phong của cái câu tiếng Nhật hay không? Tại em nghĩ là văn phong Việt Nam nó cũng hơi khác tiếng Nhật một chút. Đúng rồi, à, ngày xưa cái hồi mà chị còn học ở trường Đại học Hà Nội thì có một cái tiết được gọi là cả phương pháp để dịch từ Nhật sang Việt và từ Việt sang Nhật, thì mình có quyền được ngắt câu. Nếu câu dài quá mình có thể chia làm thành hai câu, nếu câu ngắn, nhiều khi câu ngắn quá mình vẫn có thể chia thành hai câu, hoặc là có là mình sẽ chia để sao cho nó hợp lý về mặt chuyển ngữ ấy. Thì chị nghĩ cái đấy nó hoàn toàn bình thường thôi. Còn đâu là thực ra nếu mà để dịch sách ấy, thì chị không có kinh nghiệm nhiều về việc dịch sách. Thì ngày trước chị cũng có một cái buổi chia sẻ với lại Mai Khanh ở trên kênh của chị về việc dịch sách. Bạn ấy có dịch 7 cuốn sách về trinh thám của ông Kego đấy, cũng được khá là nhiều người biết đến. Thì bạn ấy cũng có nói một câu rằng là khi mà chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thì mình sẽ cần phải không phải là chuyển theo kiểu word by word, mà hãy chuyển theo cái gì cái ví dụ như là trong cái video đấy bạn ấy nói một ví dụ, bây giờ chị cũng quên mất là ví dụ gì, các em có thể nghe lại nhé. Thì bạn ấy cũng có nói một cái tư tưởng là gì, là không nhất thiết là phải sử dụng đúng cái từ đấy trong tiếng Việt, hoặc là kể cả mình dịch từ Việt sang Nhật cũng thế, không nhất thiết là phải dùng chính xác cái từ đấy, mà mình hãy sử dụng theo cái kiểu là nó đồng nghĩa, hoặc là nó văn vẻ hơn, hoặc là nó theo cái suy nghĩ của mình nhưng mà nó vẫn nói về đúng cái tư tưởng của người ta là được. Chị nghĩ cái đấy thì nó là rất là vô biên, đúng không? Nó rất là vô biên và chị nghĩ rất là ok, không vấn đề gì hết. Còn như chị thì chị hiện tại bây giờ thì chị chỉ có cố gắng là, chị thì không phải là dịch giả sách nên là chị chỉ có cố gắng là làm thế nào để có thể phân tích câu và chuyển ngữ sang tiếng Việt một cách là gì, rõ ràng và rành mạch, hiểu ý. Đấy, thì tạm thời chị mới đang ở cái mức độ level như vậy thôi, còn sang cái dạng dịch giả sách thì chắc là phải thêm một vài level nữa, dịch thêm một vài cuốn sách nữa. Ồ, em thích bác kê gỗ đấy bạn. Bạn bạn Mai Khanh là dịch giả của Kego nha em. Chị có video, có một cái audio phỏng vấn em đấy đấy. Em ấy cũng làm công tơ nhé, em ấy cũng đang làm công tơ và em ấy dịch sách ngoài thôi, dịch sách thêm thôi. Em ấy dịch cái cuốn Phương Trình Hạ Chí này với cái gì nhỉ, chị thì chị không đọc sách Kego lắm, chị không nhớ tên, nhưng mà 7 cuốn của Kego hình như là bạn ấy dịch hết đấy. Và trước giờ chị làm công tơ đúng không ạ? Chị có làm thêm cái khác ở công ty không ạ? Chị chia sẻ kinh nghiệm đi phỏng vấn được không? À, kinh nghiệm đi phỏng vấn hả? Ui, lâu lắm rồi có đi phỏng vấn ở đâu đâu. Nhưng mà cũng đi phỏng vấn một vài người rồi. Nhiều khi phỏng vấn nó là cái cảm giác lúc đấy ấy. Phỏng vấn thì Zico Sokai và hỏi về công việc thôi. Nhiều khi nhìn xem là cái tướng người ta như thế nào, cái cách người ta nói năng như thế nào thôi, chứ còn cũng cũng chị hiện tại giờ chị đang làm freelance nhé, chị đã nghỉ công tơ được 1 năm nay và hiện tại bây giờ chị đang ở nhà làm các cái công việc hiện tại như các bạn thấy đấy. Ok, còn bạn nào còn câu hỏi gì nữa không? Bạn hãy có hỏi, gõ văn bản xong nó đọc ra cho mình đấy ạ. Ờ đúng rồi, trong web cái Respeaker à? Cái này cái này đúng rồi. Nhưng mà chị thấy nó cũng tương tự như là Google Translate thôi em ạ. Nó cũng vẫn là AI ấy. Nó vẫn là dạng là máy nó đọc chứ không phải là ấy đọc. Nhưng mà thử cái này đi. Cái này em đã thử chưa hả Yến Nguyễn? Yến Nguyễn, giọng Em nó thử rồi chị, em thấy nó cũng tạm tạm á chị, giống như mấy cái file nghe rồi nghe thôi rồi chị. Ok, đấy thì là mình hãy bắt chước theo kiểu accento chứ không phải là bắt chước theo cái giọng. Giọng thì vẫn là giọng mình rồi, nhưng mà mình bắt chước theo cái kiểu là luyến rồi âm thấp âm cao ấy. Mà accento của Nhật thì nó chỉ có 4 quy tắc cơ bản thôi, các bạn xem lại video của chị để biết 4 quy tắc đấy, và mình nghe theo cái 4 cái quy tắc đấy là cũng khá là pro rồi. Luyện theo được cái đấy, 4 cái quy tắc đấy và nghe theo và làm theo là cũng ổn rồi đấy, chị nghĩ là cũng ổn rồi. Bạn nào còn câu hỏi gì nữa không?
Hôm nay là còn người thành công họ chán nhưng vẫn biết cách tiếp tục, còn mình làm sao được ạ? À? Em học tiếng Nhật em hay nản lắm ạ. À. Em hãy tìm cái thứ mà em thích đi nhá. Thứ nhất, tất nhiên nha, chị sẽ có các cái bước, các cái giai đoạn này. Đây là theo kinh nghiệm của chị thôi nhá. Là cái giai đoạn đầu tiên là mình phải input. Input là gì? Là mình học GPT, mình học tất cả các cái cấu trúc ngữ pháp, mình học tất cả các cái từ vựng, mình học tất cả các cái bài nghe đề thi nọ kia đúng không? Thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên là để ôn thi rồi để mà biết được kiến thức đúng không? Sau khi mà em đã học được N2 rồi, em đã học được N1 rồi, em đã có được cái khoảng tầm 1.000 cấu trúc cơ bản rồi đúng không? Hoặc là 100 cấu trúc cơ bản rồi, em đã có được khoảng tầm 1.000 từ vựng thông thường hay gặp rồi. Thì đến cái dạng thứ hai khi mà em chán rồi ấy, thì là em hãy tìm những cái gì mà em thích. Ví dụ nha, em thích manga đúng không? Em lấy manga em đọc. Xong là từ cái manga đấy thì em đọc những cái em thích nữa mà em vẫn còn chán nữa thì thôi, thì chắc là người ta đã chán thôi, thì giống như kiểu ai mà chả chán đúng không? Giống như kiểu súc miệng đánh răng hàng ngày ấy, đúng không? Lúc đầu thì là chán nhưng mà đến một cái khoảng thời gian nào đấy mình ngộ ra là à, bây giờ mình đọc cái văn bản này, mình đã đọc được gần hết rồi này. Thì đến lúc đấy là gì? Cảm thấy nó sướng đúng không? Thì khi mà ấy thì à, thêm một cái nữa là gì? Khi mà mình chán thì mình làm gì? Mình hãy chia nó thành các cái có là gì, mình có là khi nào thì bạn thấy chán, khi mà bạn cảm thấy rằng là học mãi mà vẫn không có cái phản hồi gì, không có một cái kết quả gì mang lại cho mình thì bạn sẽ chán đúng không? Thì có một cái cách là mình phải làm thế nào đấy để nhận được cái mình làm thế nào đấy để mình có thể nhìn ra được rằng là mình đang tiến bộ ấy, kiểu như vậy. Thì có cái cách nào, có cái cách nào để mà như vậy thì là chỉ còn cách là em khi mà em học liên tục trong vòng 1 2 tháng là em sẽ thấy rằng là à, hoặc là 1 2 ngày em sẽ đọc dịch liên tục 1 2 tháng thì em sẽ cảm thấy rằng là à, sau hôm nay mình đọc cái này thấy xuôi xuôi nhỉ. À đến lúc đấy là đã cảm thấy hơi sướng sướng rồi đúng không? Cảm thấy là ồ, chắc là mấy hôm vừa rồi học là cũng thấy tiếp thu được một ít kiến thức rồi đây. Đấy thì khi mà mình có những cái hiện tượng là mình cảm nhận là à, mình đang thấy là mình tốt hơn. Và những cái đấy nó lại liên quan tới cái sở thích của mình. Thì em cứ theo dần thôi, còn 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 nản thì ai cũng nản hết em, ai mà chả nản. Làm học tiếng Nhật cũng mau mà có những cái ngày mà YouTube, Facebook chỉ có 1 view, 2 view, em có thấy nản không? Ôi chị nản lắm ấy chứ. Chị ơi tại sao chị lại nghỉ công tơ? Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Ok cảm ơn em. Tại sao chị lại nghỉ công tơ á? Chị có 2 bạn nhóc và chị cần phải nhiều thời gian cho 2 bạn đấy. Và chị đã cảm thấy 9 năm làm công tơ chị đã đến cái mức là chị cần phải lên một cái level cao hơn. Nếu như mà tiếp tục làm công tơ, chị sẽ cần phải học thêm nhiều thứ về mặt quản lý. Chị sẽ phải học nhiều thêm về mặt kỹ thuật. Chị sẽ phải trau dồi thêm nhiều thứ để mà có thể lên được cái level cao hơn. Nhưng mà chị đang cảm thấy mất hết cái mong muốn để có thể tìm hiểu thêm và sâu hơn về nó. Nên là chị đã ở cái mức công tơ senior trong vòng nhiều năm liên tục mà chị không có hứng thú để tìm hiểu thêm về cái ngành nghề này, nên chị đã quyết định từ bỏ nó để quay trở lại làm cái công việc mà chị vẫn đang thích là thuần về mặt ngôn ngữ. Có là chị rất là thích các cái công việc về thuần về mặt ngôn ngữ, về mặt giao tiếp. Và chị đã bỏ 1 năm nay, 17 tháng 2 năm 2022, à, 2021 là chị bắt đầu ở nhà, đến tận bây giờ tròn 1 năm rồi đấy. Dạ em đang học tester ở ngoài trung tâm và cảm thấy không hợp lắm, em đang muốn đi dạy hơn. Ừ. Em hãy làm theo cái gì mà em nghĩ là đúng, tại vì không ai có thể đưa em được lời khuyên. Em hãy làm theo những cái gì mà em nghĩ rằng là vì mỗi người sẽ có một cái cuộc hành trình của mình. Như chị thì công tơ là một cái khoảng thời gian mà rất là quý báu vì là nó đã giúp chị biết được cái việc lập blog là như thế nào, biết được rất là nhiều các cái kỹ thuật khác nhau để mà có thể làm được những cái như hiện tại. Nên là cái gì nó cũng là một cái bước đi. Nếu như mà em tập trung vào nó thì đến một lúc em nhìn lại thì em mới thấy rằng là không có cái khoảng thời gian đấy thì sẽ không có như chị ngày hôm nay, giả dụ như vậy. Không làm công tơ rồi không làm thời gian đấy thì chắc cũng không có chị như bây giờ. Rồi không làm như thế mình cũng làm sao có thời gian để mà nếu như mà đi dạy thuần ngay từ đầu mình cũng không có thời gian tiếp xúc với người Nhật đúng không? Thì là cũng là một cái thiệt thòi cho mình chẳng hạn. Thì hãy tự đánh giá nhé. Em đang học tester, thế em đang làm cái gì em?
Đang học tester thì em đang làm cái gì? À vừa tốt nghiệp xong. Ôi ôi thế thì còn trẻ em ơi. Trời đất ơi. Cứ đi làm đi. Phải vừa mới học xong mà em đã thấy không hợp á. Em phải làm 1-2 năm em mới biết em có hợp hay không nhá. Chị làm 9 năm chị mới biết là chị hợp hay không đấy. 9 năm của chị em ơi. Em vừa trời đất vừa tốt nghiệp xong cứ cái gì làm được là làm, cứ có tiền là làm em ơi. Hu trời người non dạ quá, đúng rồi. Trời đất ơi, tưởng là bao nhiêu lâu. Chị 9 năm rồi chị mới dám bỏ đấy em ạ. 4 năm làm khu công nghiệp. 3 năm chứ. 4 năm làm khu công nghiệp đi dịch ở dưới xưởng ấy, đứng dịch cho công nhân ấy là 4 năm. Làm theo 8 hay 9 năm thì đấy làm công tơ. Mỗi một cái công việc chị làm là ít nhất là 4 năm và dài nhất là 9 năm. Đấy chị chỉ có hai công việc ấy thôi. Để đến bây giờ chị mới dám nghỉ đấy. Mà nghỉ bây giờ thực sự cũng đang lo lắng này. Chốt tổ sô đê gá được này. Không biết mình có nuôi sống được bản thân mình không này. Nhưng mà vẫn đang sống đủ nha các em. Một năm rồi vẫn sống đủ. Ok, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Vẫn đang sống đủ này. Vẫn đang mặt phơi phới với các bạn đây là vẫn sống đủ nhá. Nhờ vào sự yêu thương của các bạn đấy. Năm tháng 1 năm 2022 vừa rồi là chị bắt đầu thực hiện cái việc là tất cả số tiền mà chị kiếm được từ YouTube là chị sẽ có vài vài trăm nghìn thôi em ạ. Chỉ có tháng trước là được 200 bao nhiêu, 218 nghìn hay bao nhiêu đấy. 208 nghìn gì đấy. Là chị đã bắt đầu tháng đầu tiên đi làm từ thiện một cái một đấy chị có tôi nói gì để mà làm được một cái gì đấy chị mất rất nhiều thời gian. Chị đã nghĩ là chị muốn làm từ thiện từ rất lâu rồi nhưng mà chị không biết làm ở đâu, làm như thế nào, làm ra sao vì mình không có tiền nhiều. Và thực sự đến bây giờ thì sao, thì đã bắt đầu bước một cái bước đầu tiên cho năm 2022 rồi. Nên là nếu mà các bạn xem trên YouTube của chị mà có quảng cáo nhá thì hãy 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 nghĩ rằng là các bạn đang xem quảng cáo để có tiền từ thiện nhá. Chị rất kiên trì nên không cần. Ok, cảm ơn em Diệu Nguyễn. Sẽ không tua ạ. Sẽ không tua. Tua thì không cũng không sao nhưng mà em ấn vào đấy là chị có tiền tháng tháng này sắp rồi hết rồi đúng không? Hôm nay là 23 tháng 1 đến cứ mùng 1 hàng tháng là chị sẽ dự định làm ít nhất trong vòng 1 năm. Là trong năm nay sẽ thực hiện cái việc đấy. Mỗi tháng 200 nghìn là một năm cũng được 2 triệu rồi đúng không? Ui cả một số tiền đấy chứ. Tích góp mỗi lúc một ít và nhờ vào lòng thương của các bạn. Ok. Rồi, hôm nay thế là có bạn nào còn câu hỏi gì không? Em đang học tiếng mà chưa biết sẽ làm gì nên em cũng đang tìm hiểu về điều xem điều gì em có thể làm tốt. Điều gì em có thể làm tốt? Em cứ làm đi rồi em sẽ thấy là em tốt được cái gì. Thật, em cứ làm đi. Em phải làm để em mới biết là em tốt được cái gì. Chứ còn em ngồi đây em tìm hiểu cũng không ra đâu, thật. Em đang học tiếng, em học tiếng là học tiếng Nhật được bao nhiêu lâu rồi? Nhiều khi như bọn em bây giờ hồi mới ra trường ấy, là hồi cái hồi mà chị mới ra trường chị làm gì có biết cái sở trường của chị là gì đâu. Cứ sáng đi dậy là đi lên trên ô tô, đi 30 phút đến khu công nghiệp. Và trong khu công nghiệp là từ sáng đến tối là ngồi đi theo với các bác giám đốc xưởng sản xuất đấy. Là bác cái đi đâu mình đi đấy, bác cái nói gì mình nói đấy. Xong là bác cái kể chuyện gì kể chuyện đấy, nó cứ theo, nó cứ lặp đi lặp lại cái công việc nó cứ như vậy thôi. Sau đó là trong cái quá trình đấy thì mình biết là cái cách quản lý của người Nhật ra sao, cái phong cách làm việc của họ như thế nào, rồi mình nhìn ra được là công nhân người ta nghĩ như thế nào. Mình nhìn từ những cái công việc mà mình làm ấy, mình nhìn từ những cái công việc mình làm mình thấy thế, sau đó mình học dần. Đúng không? Thì là 4 năm như vậy, sau này đến 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 tận 1 2 năm nay thì chị mới nghĩ rằng là sở trường của chị là gì, rồi đam mê của chị là gì, chứ ngày xưa thì chị làm gì cũng nghĩ đến những cái đấy. Đúng không? Đi làm thôi, đi làm kiếm tiền thôi, đúng không? Nhưng mà mình đi làm mình cũng phải luôn luôn nghĩ rằng mình nhìn được cái gì ấy. Chị lúc nào chị cũng có một cái suy nghĩ là gì? Mình làm cái công việc đấy. Mình nhìn các cái sự việc đấy hàng ngày. Và mình học được cái gì từ đấy? Đúng không? Ngày xưa hồi đấy chị dịch ở xưởng sản xuất cho chị rất nhiều luôn về cái cách quản lý của người Nhật. Cái cách mà người ta làm, cái việc mà viết sổ bullet journal và viết lên kế hoạch cũng là chị học từ cái ông giám đốc xưởng. Ngày xưa hồi còn nhỏ thì chị cũng hay viết nhưng mà đến lúc mà đi làm thì hầu như không viết. Thế là đợt đấy đi đi dịch hoặc là đi ấy thì thấy ông ấy thấy mình chỉ cầm có mỗi một cái quyển sổ con bé tí của Việt Nam mua có mấy nghìn đấy, 8 9 nghìn đấy,
Thế là xong đấy ông ấy về nước, ông ấy mua cho mình một cuốn sổ của hiệu Manlesca ấy, của cái hiệu Manlesca. Thì là ông ấy bảo là đây này, từ giờ trở về đi mày mày đi với tao là mày phải cầm cái cuốn sổ này, mày viết cái gì thì mày viết vào đây này, chứ mày đừng có cầm cái cuốn sổ kia nữa. Thế là từ đợt đấy trở đi là cả một nạ mình mới học được cái cách người ta viết, người ta làm như thế nào thì mình làm theo, đúng không? Đấy, cứ học dần dần như vậy thôi, nó là cả một quá trình. Em đang làm bên này cũng được năm thứ ba mà cũng chưa đến đâu ạ. Ui, mới có năm thứ ba mà làm sao mà đến đâu được em. Em đang học. Làm cái gì em? Em đang làm cái gì đấy? 3 năm à? Năm thứ ba làm được cái gì em? Cái vấn đề là em có thích nó không? Em có thấy em học được nhiều thứ từ cái đấy không? Em có cảm thấy rằng là mình đang nhìn ra được những cái điều mà mình thấy hay từ cái công việc đấy không? Mà công việc nào cũng có cái hay hết ấy. Thật. Công việc nào cũng có cái hay. Em sẽ nhìn được rất là nhiều thứ từ việc quản lý, từ việc giao tiếp, từ việc công việc, từ việc cái gì cũng có hết. Vấn đề em có nhìn ra được không thôi. Cái gì cũng sẽ có cái hay của nó. Bây giờ nhìn lại thì chị mới thấy à, ngày xưa nhờ ông đấy mà chị ơi, đam mê của chị là gì á? Ôi chết, đam mê á, chị làm gì có đam mê gì á? Sở trường của chị là kiên trì nhá. Chị chỉ có chả có cái gì ngoài cái kiên trì hết á. Tiếng Nhật của chị không giỏi nhá. Các bạn đừng nghĩ chị tiếng Nhật của chị giỏi. Để được đến bây giờ là chị phải mất rất là nhiều năm để mà để ví dụ như là những cái người khác thì người ta mất 1 2 năm là người ta đã có thể perfect được rồi, nhưng mà bản thân chị không không được như thế. Chị phải mất nhiều hơn người ta. Người ta làm một lần là có khi đã giỏi rồi, nhưng mà chị phải làm đến 3 4 lần chị mới giỏi. Đấy là chị nhìn thực sự con người chị là như vậy. Chị không phải là người có sở trường về ngoại ngữ nhá, chị không hề có sở trường về ngoại ngữ. Thậm chí là chị có là tất cả mọi thứ chị có bây giờ đều là chị làm lâu dài kiên trì mà có đến cái thành quả như ngày hôm nay. Đam mê của chị là gì á? Chị thích làm những cái gì mà liên quan tới con người. Chị thích được làm sao? Chị thích được giúp ích cho người khác và cảm thấy mình có ích. Đấy, thế nên là đam mê của chị là gì ta? Đam mê của chị là gì ta? Thực ra chị cũng không có, thực sự chị không có nhiều đam mê lắm. Mà chị nói nếu mà hỏi đam mê của chị là gì thì chị cũng không biết đam mê của chị là gì luôn. Chị chỉ biết rằng là chị đang làm những cái công việc mà chị thấy thấy thích. Ví dụ như chị thích chia sẻ này, chị thích cảm thấy rằng là mình có ích này, chị thích là làm những cái công việc mà có là thích mình tự lên kế hoạch và tự mình tìm hiểu và làm cho cái công việc đấy này. Đấy, thì đấy là cái sở trường của chị và chắc là từ cái sở trường đấy thì chị sẽ có thể làm được trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chị có thể làm giảng dạy hoặc chị có thể làm bất kể cái gì mà nó có những cái việc là mình có thể tự chủ động trong cái công việc của mình. À, ok, đam mê của chị là đang chia sẻ và có ích với người khác đấy. Đúng rồi. Ồ, em nói cái từ gì giống thế? Làm những việc khiến mình vui vẻ. Đúng rồi, cái câu đấy xong mà hay thế, em nói hộ chị luôn rồi đấy. Dạ em làm bên chăm sóc người cao tuổi, học được nhiều mà cũng lúc chán nản ạ. À, chăm sóc người cao tuổi em ở bên Nhật à? Em làm Kego, à Taigo đúng rồi. Bên này 1 năm biết báo cáo thế mình như học sinh cấp 1 của Nhật. Đúng rồi. Em cứ làm đi, nhưng mà nếu như mà em nghĩ rằng là em muốn chuyển việc hoặc em muốn làm cái việc khác thì em hãy cứ chuyển thôi, bình thường thôi. Nhưng mà khi nào mà em đang làm công việc đấy thì em hãy tìm ra các cái ưu điểm của cái công việc đấy là gì. Rồi đến một ngày nào đấy em sẽ có thể sử dụng được nó. Công tơ chị rất được học được rất là nhiều việc từ công tơ. Hồi làm khu công nghiệp chị cũng học được rất là nhiều việc. Nhiều thứ như là quản lý, là viết sổ, là cách quản lý thời gian, cách lên kế hoạch. Còn làm công tơ thì chị biết được nhiều về công nghệ, biết được cái cách làm việc của người Nhật. Đấy, thì mỗi một công việc thì khi nào em làm cái công việc đấy thì em hãy hết mình vì nó và em tìm ra được các cái ưu điểm của cái việc đấy là gì, mình học được cái gì. Còn nếu mà em muốn chuyển thì em cứ chuyển bình thường thôi. Chị nghĩ là nếu muốn chuyển cứ chuyển bình thường, không vấn đề gì hết. Cho em hỏi thì khi chị dịch bài như thế này có khó khăn gì mà chị nhớ hoài không? Khó khăn gì á? Khó khăn gì? Khó khăn thì chắc là cũng vì tiếng Nhật mình chưa giỏi thì mình thấy lúc đầu thì mình dịch chưa xuôi, hoặc là các cái bài dịch lúc đầu thì nó rất là chán, và bây giờ mình đọc lại các cái bài lúc đầu mà mình dịch ý, thì nó không có cái gì hay cả, thậm chí là đọc như một con một một ăn nhai một bát cơm nguội ý.
khó khăn thì chị nghĩ là không, chỉ có phần tiếng Nhật thôi, thì là mình cứ hôm nay mình dịch không được, xong là mai mình đọc lại mình đã thấy là mình khác rồi. Đấy là quan điểm của, đấy là suy nghĩ của chị. Mỗi một lần mà mình dịch thì đến lần sau là mình lại thấy khác, khác là mình là mình tiến bộ đấy. Hôm trước có một bạn comment ở trên YouTube nói rằng là ôi cái từ Zonetsu mà em không biết. Ôi đến lúc em nghe xong em mới biết được là rồi cái từ Dansari đúng không? Là cái từ tối giản đấy. Em không nghe ra được mà khi em nghe được cái từ đấy, ôi trình độ tiếng Nhật của em còn non quá. Chị, ôi đấy là chuyện bình thường mà ai chả vậy á. Ai chả vậy à? Hôm nay mình không nghe được, mai mình nghe được. Ôi trời đất ơi, tôi nghe được rồi. Đấy, khó khăn thì chỉ có mỗi một lần. Nó là mình không nghe được rồi mình nghe được thôi, đúng không? Hoặc là mình làm được thôi. Em thấy trong việc dịch thật ở Việt Nam có nhiều người dịch đúng nhưng mà người ta lại không hiểu hoặc là vẫn chưa hay, nên lúc đó em mới nghĩ là dịch được với dịch hay nó lại khác nhau lắm. Nhưng mà muốn dịch hay em phải dịch được đã, em cứ được cái bước dịch được đi đã, đúng không? Muốn dịch hay thì trước khi dịch hay thì phải dịch được chứ, đúng không? Thực ra đúng nhá, đầu tiên là đúng, đúng không? Đúng thì là đã đúng rồi thì sau này em mới hay được. Còn nếu mà ngay từ đầu em dịch được chứ chết đã là dịch đúng nhá. Đúng là gì? Đúng là phải hiểu được đúng nghĩa, hiểu về đúng ý nghĩa của nó, cái nuance sự của nó để mà truyền tải được. Nọ em dịch đoạn clip bạn muốn thay đổi gì cho năm mới, em xem đoạn dịch của chị và đọc lại đoạn em dịch như cơm thiêu. Đúng rồi, trời đất ơi, cơm thiêu rồi mai nó mới thành cơm ngon được em. Cứ dịch đi, không có cái gì là dễ hết, đúng không? Mấy em đọc lại mấy cái bài dịch của chị hồi mới đầu ở trên Hồng Lê Thị ý. Thề với các em, chị phải sửa lại liên tục ấy. Ok em, chị sửa lại liên tục đấy mà. Ví dụ như là cái cuốn sổ tay đọc dịch xong là chị ngồi chị mần lại các cái bài chị đã dịch cũ ấy, chị mới thấy là ôi trời ơi sao mà mình dịch kiểu gì vậy, trông như là nghe chán quá nên mình phải ngồi mình dịch lại hết từ đầu ấy. Thế nên là hôm trước chị có nói là gì, hôm đầu tiên mình dịch là A, đến hôm sau mình ngồi dịch lại đã là B rồi, đến hôm sau nữa là kiểu gì cũng thành C, thành D, thành E, thành F. Mỗi một bước như thế là mình tiến bộ thêm một lần. À Kim Ngân ở trong vừa vừa vào team Leza đấy đúng không em? Phải không nhỉ? Đấy mới vào mà chị cũng chưa chia. Ok, thế hôm nay chắc là mình kết thúc ở đây nhá. Nhưng mà bạn nào còn câu hỏi gì nữa không? Cũng khá là lâu dài rồi. Bây giờ là 8 giờ 43 phút chủ nhật rồi, các bạn hãy đi làm công việc của mình và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau được không? Dạ, đúng rồi, đi chill đi em. Cảm ơn em, cảm ơn em. Mặc dù chị đang nói rất là nhiều thứ lung tung nhưng mà các em đang lắng nghe là rất là vui rồi. Rồi, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Tuần sau cố gắng trước Tết là một buổi gặp mặt và là buổi cuối cùng trong cái chuỗi này. Ok rồi, xin chào các em. Bye bye.